Dừng ngay hành động cạo lông mặt mà hãy tự tiêu da tại nhà. Cạo lông mặt là một phương pháp giúp loại bỏ phần lông không mong muốn trên mặt bằng dao cạo hay là lưỡi lam. Đây là một phương pháp được khá là nhiều bạn ưa chuộng. Rất là nhiều chị em khi đi gội đầu hay được tư vấn là cạo lông vùng mặt, và cạo xong thì thấy da sáng hơn, mịn màng hơn và từ đó là nghiện luôn phương pháp này. Thực tế thì việc cạo lông mặt hay là dùng đá kỳ để loại bỏ lớp lông tơ trên mặt cũng giống như là một cách để tế bào chết vật lý, dùng để kích thích các tế bào mới phát triển. Và ngay sau khi thực hiện thì bạn sẽ thấy làn da của mình được mịn màng hơn, sáng hơn, và đặc biệt là chúng sẽ giúp cho lớp trang điểm của bạn được trông mịn đẹp và được tan đều hơn. Các loại kem nền được tán đều và bám lâu hơn, đồng thời cũng giúp các dưỡng chất trong sản phẩm da được thẩm thấu tốt hơn. Tuy nhiên, da mặt lại khác với những vùng da khác còn lại trên cơ thể. Da mặt thường có lớp lông tơ mỏng, nhẹ, nhạt màu. Ở một số trường hợp thì lớp lông này cũng sậm màu và dài, điều này phụ thuộc vào hormone hay là di truyền của mỗi người. Nên việc cạo lông mặt thì cũng gây nên những cái hậu quả không hề nhỏ. Thứ nhất là cạo lông mặt sẽ giúp cho bạn làm sạch lông nhanh chóng, nhưng điều này chỉ duy trì trong một thời gian ngắn thôi. Sau đó một vài tuần thì lớp lông mới mọc nên sẽ cứng và sậm màu hơn. Điểm thứ hai, lớp lông mặt được xem như một hàng rào bảo vệ da tránh khỏi bụi bẩn này, vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập. Thế nên khi cạo lông mặt thường xuyên sẽ khiến cho da trở nên mỏng, nhạy cảm, hay bị ngứa rát, và đặc biệt là hình thành mụn và bị viêm lăng lông. Hậu quả thứ ba đó là da mặt sẽ dễ bị tổn thương, lỗ chân lông thì to ra, sẽ dễ để lại những cái vết sẹo thâm do da bị chảy xước trong quá trình cạo. Đó là những lý do mà Thu đánh giá không cao phương pháp này. Vậy làm thế nào để có một làn da căng bóng mịn màng mà không cần cạo lông mặt? Hôm nay Thu sẽ giới thiệu cho các bạn một phương pháp, đó là tự tiêu da tại nhà. Vậy thì tiêu da là gì? Tiêu da là một phương pháp sử dụng những hợp chất hóa học, hay gần đây là mọi người hay sử dụng phương pháp là thay da vi tảo để tác động lên da nhằm loại bỏ những lớp tế bào chết ở bên ngoài. Việc này sẽ mang đến hiệu quả làm sạch sâu cho da, đồng thời kích thích tái tạo lại lớp tế bào da mới. Nhờ đó, khi lớp da cũ bong ra hoàn toàn, da bạn sẽ được tái tạo mịn màng và tươi trẻ hơn. Phương pháp tiêu da tại nhà có tác dụng là thay đổi và làm mới làn da, phục hồi sự tươi trẻ, căng mướt, loại bỏ những khuyết điểm của lớp da cũ. Tiêu da sẽ góp phần rất là lớn trong việc điều trị nhiều loại mụn khác nhau, đặc biệt là những loại mụn cám này, mụn đầu đen hay là mụn ẩn đó, vân vân. Thứ hai là tác dụng trẻ hóa da. Khi áp dụng cách tiêu da tại nhà với tần suất phù hợp, làn da của bạn sẽ được kích thích sản sinh những tế bào da mới, trở nên mịn màng và tươi trẻ hơn. Thứ ba là tác dụng làm sáng và đều màu da. Ngay cả khi bạn không sử dụng các sản phẩm dưỡng trắng, việc tiêu da tại nhà vẫn có thể giúp loại bỏ những cái hắc sắc tố ở ngay trên bề mặt da, giúp cho da đều màu và trắng sáng hơn. Thứ tư là tăng cường khả năng hấp thụ các sản phẩm chăm sóc da khác. Một làn da sạch sẽ, khỏe mạnh sẽ đáp ứng được những sản phẩm dưỡng da tốt hơn rất là nhiều so với thông thường. Thứ năm là làm mờ nếp nhăn, sẹo mụn. Thông qua việc kích thích tái tạo tế bào da mới, các vấn đề về da như nếp nhăn này, sẹo lõm này sẽ được cải thiện một cách đáng kể nếu như bạn áp dụng cách tiêu da tại nhà một cách đúng cách. Và những ưu điểm khi tiêu da tại nhà là gì ạ? Thứ nhất, đầu tiên, đó chính là chi phí rẻ. Các bạn sẽ tự làm và không tốn tiền cho bác sĩ, kỹ thuật viên hay là điều dưỡng. Cả quá trình tiêu da tại nhà chỉ cần mua đủ sản phẩm là có thể tiêu da được rồi. Và phần lớn những cái sản phẩm, những cái set để tiêu da tại nhà sẽ dùng được khoảng từ 3 cho đến 4 lần, rất là tiết kiệm cho các bạn. Thứ hai đó là tiết kiệm thời gian. Các bạn không cần đến các cơ sở y tế này hay là các spa thẩm mỹ viện. Và tự tiêu da xong thì các bạn có thể tự nghỉ ngơi. Và tự tiêu da xong các bạn có thể nghỉ ngơi thoải mái tại nhà. Đấy, đây là một điều mà Thu rất là thích. Khi mà các bạn tiêu da ở spa hay là ở một cơ sở y tế nào đấy thì các bạn sẽ phải đi đến đó, và cả cái quãng đường đi và về có thể là trời nắng chẳng hạn thì sẽ dẫn đến cho là làm tăng sắc tố sau viêm, tại vì là làn da vừa mới peel xong rất là mỏng manh khi mà bị ánh sáng mặt trời tác động, và nó rất là dễ bị đen và sạm lại. Và có nên peel da tại nhà hay không? Với rất nhiều ưu điểm như thế thì các bạn có thể thấy là peel da mang lại rất là nhiều lợi ích khác nhau và có thể thực hiện tại nhà với những nồng độ và tần suất thích hợp. Tuy nhiên, trước khi tiến hành liệu pháp này thì bạn nên cân nhắc một số yếu tố như sau. Đầu tiên là tình trạng da của mình có phù hợp để peel da hay không. Thứ hai, bạn có tìm hiểu kỹ về việc peel da chưa? Thứ ba, bạn có nắm được cách peel da tại nhà an toàn và hiệu quả hay không? Thứ tư là bạn có thể nhận biết và kịp thời xử lý các vấn đề biến chứng khi peel da tại nhà. Nếu trả lời được những câu hỏi này, bạn sẽ tự quyết định được mình có nên peel da tại nhà hay không, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo ý kiến từ các chuyên gia da liễu hay là bác sĩ da liễu để lựa chọn đúng nồng độ và đúng sản phẩm và cách thức thực hiện cho làn da của mình. Và có một lưu ý tiếp theo là không peel da đối với những trường hợp dưới đây. Thứ nhất là vùng peel da có vết thương hở. Thứ hai là có tiền sử dị ứng thuốc hay là nhạy cảm với ánh nắng này, hay là bị hen phế quản này.
Thứ ba là có tình trạng nhiễm khuẩn này, nhiễm virus này, nhiễm nấm cấp tính. Thứ tư là đang mắc các bệnh ngoài da mạn tính, ví dụ như là vẩy nến này, chàm này, vân vân. Và tiếp theo là những người mà có tiền sử sẹo xấu này, sẹo lồi này, hay là đang dùng isotretinoin để điều trị mụn ấy. Tại vì là khi mà dùng isotretinoin thì cái quá trình collagen được tăng sinh rất là nhanh. Nếu mà chúng ta peel ấy, thì vô tình có thể là gây ra những cái sẹo lồi sau khi peel. Và những cái người mà phải làm việc ở ngoài trời này, những cái người không thể tránh nắng được thì Thu cũng khuyên là sẽ không peel nhé. Và trong video tiếp theo thì Thu sẽ hướng dẫn các bạn lựa chọn sản phẩm peel tại nhà phù hợp với từng loại da. Hãy subscribe và ấn vào hình quả chuông nho nhỏ để nhận những thông tin mới nhất từ Thu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.